Thành chính điện các bạn. Bây giờ ta đón khách các bạn ạ. Khách bữa nay là ngày 13, 14, 15 tại vì là hết nha các bạn. Nhớ tranh thủ đi nhớ chia sẻ cho một like, chia sẻ đăng ký nha. Rồi đi theo tính vô thông quan cửa ngã đầu mình đi thông quan thì người ta đang tiếp đón người ta lại chùa các bạn. Bữa nay mình rồi, bữa nay.
sơ bộ lại thôi. Chính thức là chơi được tin chị mọi chỗ là tôi có sự tết thôi các bạn, mình quay hết cổng quan.